Bây giờ nhá, cô hỏi con một xíu nhá, ok không? Thế con tên là gì? Con Lan Nguyễn Hồng Hương. Con nói to lên một xíu được không? Con Lan Nguyễn Hồng Hương. Ok, thế con năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Con 7 tuổi. Con 7 tuổi à? Thế đi xuống cùng với con ở dưới này thì có ai đi cùng con? Có mà. Có mẹ à? Ok. Thế mẹ chăm sóc con như thế, con có yêu mẹ không nào? Có thương mẹ không? Thương đúng không? Thế con có muốn nhắn gửi gì tới mẹ không? Con yêu mẹ hoặc là con cảm ơn mẹ không? Có muốn không? Ngại à? Ngại đúng không? Thế bây giờ cô hỏi nha, con có yêu mẹ không? Con có đúng không? Nếu mà có dê với cô một cái nào. Yeah, ok. Thế hôm nay con nhận quà con có vui không? Con vui đúng không? Con thích món quà này không? Con thấy con bật thử đi. Con bật thử cô nghe xem nào. Ok. Thế nếu bây giờ cho con một điều ước thì con mong muốn được điều gì? Khỏi bệnh. Con cũng mong muốn khỏi bệnh đúng không? Ừ, ok, cô cảm ơn. Thế thì cô hỏi thêm một câu nữa này. Thế bây giờ dịp Trung Thu này, dịp Trung Thu này bây giờ con mong muốn được đi đâu nào? Đi Trung Thu. Con muốn đi Trung Thu đúng không? Con mong muốn là được như thế nào nhỉ? Con chia sẻ với cô một câu dài đi. Muốn được xem sư tử hay là muốn được như nào nhỉ? Em muốn lên này. Con thích cách ăn bánh nhỉ? Ăn bánh kẹo. Ăn bánh kẹo. Về chơi trò chơi với bạn đúng không? Con có bạn tên là gì nhỉ? Tên là Huỳnh Minh. Con có nhiều lắm. Con có nhiều lắm à? Thế là Trung Thu này con mong ước là được về đi chơi xem Trung Thu với các bạn. Được chơi các cái trò trốn tìm đúng không? Thế con chia sẻ cho cô nào, xem là Trung Thu này con mong muốn gửi đến các bạn lời chúc như thế nào? Con nào nhé? Con không biết á? Cô cảm ơn nhá. Dạ. Ok, thế thơm cô một cái. Thơm cô một cái. Bây giờ cô bỏ khẩu trang nhá, được không? Hay là thế thơm qua khẩu trang được không? Ok. Bác cho con hỏi là dịp Trung Thu năm nay á, thì sau khi nhận quà của công ty xong thì bác có cảm nhận như thế nào ạ? Tôi xin thưa với lại các anh các chị là tôi rất xúc động. Vâng ạ. Là các anh các chị có một tấm lòng thật đặc biệt. Vâng. Dành cho bệnh viện huyết học cũng như là các bệnh nhân. Dạ. Thế hôm nay đến đây tôi cũng đã tuyên truyền nhiều lượt từ thiện. Dạ. Thế mà nhất là các bạn trẻ hôm nay làm công việc này, chúng tôi phải học các chị để chúng tôi cũng làm cái việc nhỏ nhỏ hơn các chị một tí cũng được. Dạ vâng, dạ. Con rất cảm ơn bác. Dạ. Bác ơi, thế thì nhân dịp lễ Trung Thu này, tất cả những người mà trăm người bệnh nhân đã vất vả rồi, nhưng dạ, mà các bác y bác sĩ thì còn vất vả hơn nữa. Dạ. Thế thì con xin bác là tặng một cái bài thơ nào đó để làm động lực cho tất cả mọi người cùng chiến đấu được không ạ? Được ạ. Dạ vâng ạ, thế con mời bác nhá. Đây, cái này cũng là tự nhiên thôi. Mà bệnh nhân nhà tôi nằm ở đây, tôi cũng rất cảm động với lại các bác sĩ, y sĩ ở Bệnh viện Huyết học Trung ương. Tôi bài này tôi làm thơ thì nó không được hay, nhưng mà tôi hát. Tôi hát này. Dưới bóng đêm, gió đưa mây vờn non xanh, mà lòng ai thức suốt canh thâu, luôn bên giường bệnh nhân, thuốc men chăm sóc ân cần, tai nghe nhịp thở bao lần, đã bao lần thay chăn đôi chiếu, tuy không quen coi như người thân, đã bao lần thay băng giữa máu, chẳng khuyết non bóng ai còn đây. Xin hết ạ. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Bác ơi, thế thì con chúc bác sức khỏe, luôn luôn có sức khỏe và tinh thần như hiện tại để chăm sóc người bệnh được tốt hơn bác nhá. Rồi, tôi rất cảm ơn. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bác. Chào chị ạ. Chị ơi, hôm nay thì công ty cổ phần dược phẩm Cicina chúng em có một chút quà gọi là động viên tinh thần tất cả những người bệnh và người nhà của mình đang chiến đấu tại Huyện Huyết học. Thì em muốn xin một vài cảm nhận của chị. Chị cho em hỏi mình tên là gì ạ? Chị tên là Thủy. Vâng ạ, chị là mẹ chị đó. Quê chị ở Hải Dương. Dạ vâng, hiện tại là mẹ chị đang điều trị ở đây ạ. Chị đang điều trị ở đây. Dạ vâng ạ. Thế thì mọi năm Trung Thu ấy, ví dụ như là bác không phải nằm điều trị ở đây thì mình thường có những cái hoạt động Trung Thu gì ở nhà? Trung Thu ở nhà thì là sẽ bày mâm ngũ quả, thì rồi các cháu rồi con cháu rồi quây quần xung quanh ông bà thì rất là vui. Thế nhưng mà Trung Thu năm nay thì bà bị bệnh như này thì nói chung cả nhà đều rất là buồn. Dạ.
từ phía công ty thì bọn em cũng rất chia sẻ và đồng cảm với gia đình mình. Thế thì cho em hỏi thêm một câu là nếu như bây giờ mình có một cái điều mong muốn hoặc là một cái điều ước nào đấy thì mình sẽ mong muốn điều gì ở trong cái dịp Tết đoàn viên này ạ? Chắc chắn là đầu tiên là chị mong muốn là mẹ chị khỏi bệnh. Sau đấy thì cũng mong cho mọi người thì cũng không phải đi viện nhiều. Nói chung là rất là nhiều điều mong muốn, nhưng mà mong muốn đầu tiên là như thế. Dạ vâng. Thế thì cũng thay mặt công ty em cũng chúc là ngay cả chị là người chăm bệnh nhân thì cũng chúc chị thật là nhiều sức khỏe, chị có cảm sức ơn. Khỏe có tinh thần để chăm bác được tốt hơn. Chị cảm ơn. Chúc bác là cái dịp Tết đoàn viên năm nay và nhiều năm sau nữa bác luôn mạnh khỏe. Dạ vâng ạ, chúc bác là sớm khỏi bệnh. Cảm ơn em với lại cảm ơn công ty Cicina đã có một buổi trao quà động viên cho các bệnh nhân, an ủi cho mọi người. Cảm ơn mọi người. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chúc chị thật nhiều sức khỏe ạ. Đấy.